tất cả mọi người đã quay lại kênh Hình Ảnh TV nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình ra ngoài đồng nè. Cũng giờ này cũng chiều rồi, lo phát thanh nó đang phát luôn đó. Không biết trong máy quay mọi người có nghe không nha. Thì đó, giờ này là 5 giờ mấy rồi. Đó, anh em mình có cái món gọi là món thanh trà. Cái trái thanh trà mọi người. Nó làm từ trà xanh không độ. Xàm, xàm, xàm nữa rồi đó. Đây, nhìn cái trái nó rất là đẹp luôn mọi người. Để mình lựa cái trái nào đẹp đẹp rồi. Nhìn trống rồi. Nè. Để lấy nét vô. Nhìn nó rất là đẹp luôn không? Đó. Cái trái này ăn vô thì nó có cái hương vị rồi là mình theo là mình được biết nha. Nó chua chua. Thì bây giờ để thử anh em mình ăn thử coi. Chua ăn chua. Thì đây có chua ngon. Hết. Ngon. Ngon lắm mọi người. Ngon không nhỉ? Ngọt là ngay luôn á. Chứ anh trà ngọt lắm mọi người. Cảm ơn 2 giờ tối mình xem TikTok mọi người, mình thấy mọi người ăn thanh trà. Chút miếng chảy kìa. Chịu nó miếng cuộn kìa. Trước khi ăn cái thanh trà đó, theo người ta phải giò. Lăn như bằng bon nha mọi người. Mọi người biết ăn bằng bon không? Lăn á. Còn mình là mình không lăn luôn nha. Bây giờ nè, thằng lấy trái vô. Rồi. Đây chấm ớt. Giống chỉ xài gì non quá vậy. Giờ mình sẽ lột vỏ nha mọi người. Lột vỏ luôn. Cái này mới biết. Giờ thằng nào có ai lăn chưa? Thôi mình xài vậy. Lăn đi. Giờ mình sẽ ăn thử không lăn nha mọi người. Mình lăn nè. Mình lăn rồi á. Lăn rồi mà ngon hay gì? Mời mọi người nha. Lăn rồi nó không bớt chua lại. Nó ngọt. Chua chua. Vỏ chua mà nó trong ngọt. Ăn vỏ luôn hay gì Tụ? Nửa mình nuốt luôn cái vỏ luôn lại mình luôn á. Ngon lắm mọi người. Mời mọi người nha. Hồi đó chưa biết chấm cái muối này nữa. Chấm muối ớt à. Ừ, như trái xài vậy á. Mời mọi người nha. Mà thơm. Chén muối kia anh để ơi. Rồi xong rồi. Yeah. Em nói nãy giờ hô nãy giờ nó chổng nó chấm múc rồi. Chén ra muối ấy á. Ok. Mời mọi người nha. Ê ê. Mọi người chứ không mời ông địa. Mọi người nha. Trái của mình là chưa có lăn mọi người. Không biết có chua không, nói chuyện mình nước miếng nó đầy trong họng nha. Với lại cái hộp này nè. Cắn ra màu tím trong mọi người. Cũng có chua lắm. Đâu, nó màu tím trong. Y như khoai môn vậy. Nút nè mọi người. Hộp chua. Cái hộp nó chua. Cái xài quá à. Nó ngon luôn. Cái xài quá à. Cái mùi nó rất là giống trái xài. Cái này cái vỏ nó cũng giống trái xài nữa. Nè đi ơi. Vỏ giống trái xài chính không? Đúng rồi. Chén xài luôn. Cái này người ta cũng có để làm dặm đá ăn đó mọi người. Lột vỏ không có làm dặm đá ăn á. Phải khô ăn không? Ngon á. Bữa nào làm cái đó thử. Ừ. Bữa nào dặm đá thử. Bóp thôi mọi người, bóp cho nó mềm hết nguyên trái nha. Làm anh trà sashimi đi. Trà sashimi mới chịu à. Nó tiếp tục đi. Mà mọi người. Mấy nhỏ nó thấy mình xuống ruộng lại chạy rồi à. Bà lỗ bẻ ru. Bà lỗ bẻ ru. Sao không rồi. Cái này không nó chua dữ thằng hả? Tùy trái nữa, như trái xài có trái chín trái sống vậy. Quá chua. Nó có một cái loại thanh trà ngọt nữa. Thanh trà ngọt cái trái nó hơi dài dài. Thái gì vậy? Giờ mình chấm thử muối này không mọi người. Muối nó ngon. Muối này muối Tây Ninh. À, quay gần đây là dẹp. Chấm muối đó không được, không biết chua luôn. Mời mọi người nha. Ở trên này chua giả màng nha. Ngon. Cái lớp ngoài á thì nó ngọt ngọt chua chua. Núp vô tới cái hộp nó chua trời ơi. Chua tựa như chanh vậy. Chua hầm ẩu luôn nhau, chua quá. Mọi người nha. Khá là ngon luôn á. Ăn tiếp đi em nói chuyện chứ. Em nói chuyện chứ coi kêu gì. Mấy anh bộ tọt. Mấy bộ tọt ảnh nó gưng. Mọi người ơi, cái kênh mình thấy có nhiều người đăng ký kênh Danh Vlog. Kênh đó hiện tại bây giờ được 2.000 mấy người đăng ký rồi. Thì anh em mình cũng xin nói luôn là kênh đó không phải của Danh mọi người. Danh mới chỉ có mới thành lập kênh thôi chứ chưa có đăng video nữa. Kênh Danh là Phạm Danh Official.
thì mình có gắn trong cái phần kênh của mình á, mọi người vô kênh mình kéo tuốt xuống dưới á là có để kênh của Danh nha mọi người. Quá chua. Mọi người hãy quỷ đăng ký cái kênh mà Danh Vlog nha. Kiểu như là họ giả mạo thôi. Lấy mấy cái video bên TikTok hay là mấy cái video bên nhà Vlog cũ của mình đó rồi đăng lại. Ăn không Danh? Cái ở giờ. Ờ, lên xích cảnh này để mấy anh quay xíu. Bye. Thôi anh em mình đi nhậu sao? Ok, cảm ơn. Chơi dịch té. Lên cảnh đi. Wow, cái trái thanh trà này bữa nay là tới mùa hết. Tới mùa rồi mọi người. Tới mùa rồi xe đét mình thấy ít bán vậy. Mọi người về đi Sài Gòn về miền Tây thì sẽ thấy ta bán dọc đường. Mình chưa thấy cái cây thanh trà này lần nào đúng không ta? Thấy đâu còn mày. Sao? Rủ đi phá chiên gia. Thanh trà này ở đâu? Ở quê mình hình như không có trồng hay sao á. Cái thanh trà này ông Thanh ông trà đó. À, ông Thanh ông trà ra. Thanh ông trà ra. Mày ngồi mày trà là cây thanh trà. Này là giò ba ơi. Này có mừ nữa. Trà đất tây thanh đúng không? Nguyễn Văn Phúc Hô. Cần lên trên đi cho anh quay xíu, anh đứng đó nói chuyện hoài sao anh quay. Phúc vô ăn luôn đi. Đây. Mời mọi người nha. Đi. Giờ thử thách nè. Ngậm cái hộp. Hầu đó mày chua lắm mọi người. Thấy được thở kìa, người ta gì vậy? Có gì? Cái sao nhả? Thật có gió chua vậy. Gió chua gió. Công nhận cái trái này nó chua thiệt sự luôn á trời. Lộn chua chứ lộn. Ra thử cái trái bự này coi nó có chua không. Trái nhất cái trái lá mọi người thiệt á. Sao cái này thân chua lắm. Xanh xanh đó hả? Ừ. Đầu đây em chứ thử, em khoái trải nghiệm lắm. Đây mời mọi người ăn thử cái trái bự này nha. Chờ cho con Dẹo nha. Dẹo đang cầm máy quay mọi người. Chờ Dẹo đang cameraman. Tại mình ở dưới gỗ này mọi người, mình ở gần cái đường á. Mình không có đi xa ngoài, ra xa ngoài thì không có chỗ trống anh em mình ngồi. Cho nên là có tiếng xe, tiếng ồn gì hơi hơi mọi người thông cảm nha. Đây trái xanh nè. Lấy nét từng cái xới của nó trong đây nè. Kiểu như cái trái này nó rất là nhiều nước luôn mọi người. Trái này kiểu như là nó mỏng nước luôn á. Không? Nè nước nè. Nhấm một miếng muối nè. Nhấm một miếng muối. Dứt kỳ. Dứt kỳ dứt kỳ. Mọi người nha. Trái này ngọt. Liếm gì? Trái này ngọt mọi người. Anh thử trái bự hút nó ngọt lắm. Ngọt hồi nó cũng chua à. Trái này không có chua hay ngọt chứ. Nhưng tới phần hộp thì nghĩ bây giờ hộp có chua, tới hộp có chua nè. Đang đi dạo. Từng mỏng lắm. Còn cái trái này ngọt nha. Liếm chưa? Đừng vào, đừng vào. Mời mọi người nha. Cửa cấp cục vậy. Dẹo đâm muối ớt. Mình ướt có trái xài bự á. Chấm với muối này mà ăn ngon. Ướt à? Ướt không? Ướt có trái xài bự cho ba nè. Wow. Này thịt ông bụt ra. Mà này ông chú nục. Ê, để gạo xài ăn. Ê. Mở bổ hả? Ừ, hột cưa. Rồi ăn đi, hồi chú nhả ăn đi ăn cơm.
đang bị cay. Giờ này chiều mới số cuộc. Chút xíu rồi vô người tay. Trong thời gian chờ đợi Toàn thì Toàn nó tách xài mọi người. Mình cũng muốn nói là kênh TV này nè mọi người, nhiều khi anh em mình kiểu như mình chú tâm vô cái kênh vlog á. Tại kênh vlog thì mọi người xem chú ý đến nhiều, còn kênh TV này thì chưa có phát triển lắm. Cho nên mọi người thương anh em mình hãy chia sẻ nhiều lên cho nhiều người xem á mọi người. Với lại bên đây thì chỉ làm những cái video ẩm thực thôi, để cho mọi người xem vui vẻ giải trí thôi. Tại vì có nhiều người thậm chí nhắn tin mình á mọi người, nói là video của em thiệt em đang không kịp cho anh xem. Đúng rồi, em đang không kịp cho anh xem. Đấy là người ta xem mà kiểu như là mình nguyên một ngày mình nó đăng một clip ra. Một clip chỉ có mười mấy 20 phút là dữ lắm rồi. Trong khi đó một ngày đó có tới 24 tiếng là người ta lục, người ta coi hết luôn đó mọi người. Cho nên mình đăng người đâu có kịp cho người ta xem đâu. Rồi cái dao ghế mày. Rồi, đây xài nhà mình luôn nha mọi người. Học có sớm như một xài lắm hay không? Ngon vậy. Chùa. Cái trái hành trà này kiểu như là nó là trái xài mini vậy đó. Rồi lọt luôn. Rồi cái đó dừng bán mọi người ăn xài nha. Mình nhắc lại lần nữa mọi người là kênh danh vlog của mọi người là không phải kênh của danh nha. Kênh danh là kênh danh official. Có để ảnh bìa cái đàn với lại hình của danh á. Với lại kênh danh chưa ra video nào luôn. Nếu có ra video thì danh cũng ra video hát hò thôi mọi người. Mọi người có thể vô kênh mình á, lướt xuống tới chót á. Gần chót á có cái kênh danh trong kênh mình. Với lại kênh của mấy thành viên á mình để trong kênh mình đúng không ạ. Còn mấy kênh danh vlog thì giả mạo á mọi người. Mình đã báo cáo nhiều lần nhưng mà YouTube chưa xóa kênh đó nữa. Nên thôi mình đẩy đại luôn chứ biết sao giờ, mình đâu làm gì được người ta nữa. Chuyển qua tới ăn cho nó ê cái răng nữa ta. Xài mọi người. Bị hoài, bỏ mà ăn vậy nè. Mọi người nha. Không ăn chanh. Mà mình ăn cái thằng kỳ vô rồi mọi người. Ăn chanh vô không biết chua là gì luôn. Nó ngọt như là uống đá chanh vậy đó. Bấm được. Bấm nhưng được. Mà nó vẫn kiểu như nó vẫn bị tê răng. Bấm đâu sặc luôn á. Ngọt quá. Cái video mà thưởng thức cái trái thanh trà này á của anh em mình thì cũng xong rồi mọi người. Đến đây là kết thúc nha. Nếu mọi người thấy hay thì bấm like lên cái kênh ủng hộ kênh Thanh Nhã TV cùng với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Bây giờ thì anh em mình sẽ ăn xương xương nữa các mọi người, xong rồi đi lên. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.